chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Xin chào các bạn, đến với chương trình nâng cao năng lực nghe nói tiếng Anh cho trẻ tiểu học của Đài tiếng nói Việt Nam. Improving children's ability to communicate in English. Improving your ability to communicate in English. Grade 5. Unit 9. Let's play after school. Part 1. Các em thân mến, các em thường làm gì sau mỗi buổi học ở trường? Các bạn trong bài học hôm nay của chúng ta làm rất nhiều việc khác nhau đấy các em ạ. À. Bạn thì giúp mẹ làm việc nhà. Help my mum. Help my mum. Bạn thì đi bơi. Go swimming. Go swimming làm bài tập về nhà do homework do homework đi thăm bà visit grandma visit grandma học âm nhạc have a music lesson have a music lesson xem tivi watch tv watch tv Trước khi nghe các bạn nhỏ nói về những việc các bạn ấy thường làm sau khi đi học về, chúng mình cùng nghe băng và đọc nhẩm theo những cụm từ vừa học nhé. Help my mum. Do my homework. Visit my grandma. Go swimming. Have a music lesson. watch tv have a music lesson do my homework watch tv go swimming visit my grandma help my mum chúng mình cùng nghe lại và đọc theo giai điệu nhé Help my mum, Help my mum, Help my mum Do my homework, do my homework, do my homework Visit my grandma, visit my grandma Visit my grandma. Go swimming, go swimming, go swimming. Have a music lesson, have a music lesson, have a music lesson. Watch TV, watch TV, watch TV. Bây giờ chúng ta cùng nghe Rosie và lớp Alice nói về những việc mà các bạn ấy thường làm sau khi đi học về. Let's play after school this week, Alice. Good idea. Can you play on Monday? Sorry, no. I have a music lesson every Monday. How about Tuesday? I visit my grandma every Tuesday. Wednesday? Well, I don't have a music lesson, but I help my mum. Thursday? I go swimming every Thursday. Oh dear. Hello, girls. Alice can go swimming with us. Thanks, mom. Thank you. Kem có hiểu hết nội dung của đoạn hội thoại vừa rồi không? Rosie và Alice rất muốn đi chơi cùng vào một ngày nào đó trong tuần sau khi đi học về, nhưng cả hai bạn đều có những việc riêng. Rosie gợi ý đi vào thứ hai, Monday, nhưng Alice lại bận học nhạc. Have a music lesson. Alice gợi ý thứ ba. Tuesday. thì Rosie lại bận phải đi thăm bà. Visit grandma. Mặc dù thứ tư, Wednesday, Alice không phải học nhạc, nhưng bạn ấy lại bận giúp mẹ làm việc nhà. Help mom. Vậy còn thứ năm thì sao? Thursday. Rosie đi bơi vào thứ năm đấy các em ạ. Go swimming. Và thế là Alice có thể đi bơi cùng Rosie vì bạn ấy không có kế hoạch gì cả. Chúng ta cùng nghe lại nào. Let's play after school this week, Alice. Good idea. Can you play on Monday? Sorry, no. I have a music lesson every Monday. How about Tuesday? I visit my grandma every Tuesday. Wednesday? Well, I don't have a music lesson, but I help my mum. Thursday? I go swimming every Thursday. Oh, dear. Hello, girls. Alice can go swimming with us. Thanks, mum. Thank you. Kem, có làm những việc giống như Rosie và Alice không? Bây giờ cô Cynthia sẽ nói những việc có thể các em thường làm sau khi đi học về. Ví dụ, I visit my grandma on Tuesday. Các em hãy nhắc lại theo cô Cynthia những câu đúng với tình huống thật của mình. Nhưng trước hết, chúng ta cũng ôn lại những từ chỉ các ngày trong tuần mà chúng ta đã học và những cụm từ chỉ những việc chúng ta thường làm. Monday Monday Tuesday Tuesday Wednesday Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday. Help my mum, help my mum. Do my homework do my homework visit my grandma visit my grandma go swimming go swimming have a music lesson have a music lesson watch tv watch tv chúng ta bắt đầu nào one. I visit my grandma on Tuesday. Two. I have a music lesson on Monday. Three. I do my homework every day. Four. I go swimming on Wednesday. 5. I have a music lesson on Thursday. 6. I help my mum on Friday. Kem thân mến, nếu các em không làm những việc giống như cô xin ra vừa liệt kê, hãy nói. I don't. I don't. Ví dụ, em không đi thăm bà vào thứ ba, em nói. I don't visit my grandma on Tuesday. Chúng mình cùng bắt đầu nhá. 1. I have a music lesson on Monday. I don't have a music lesson on Monday. 2. I do my homework every day. I don't do my homework every day. 3. I go swimming on Wednesday. I don't go swimming on Wednesday. 4. I have a music lesson on Thursday. I don't have a music lesson on Thursday. 5. I help my mum on Friday. I don't help my mum on Friday. Sau đây chúng ta cùng luyện tập thêm với cô Cynthia. Hãy nói thành câu hoàn chỉnh những việc em có thể làm sau khi đi học về. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng đọc lại những từ sau. Watch. Watch. Go. Go. Visit. Visit. Do. Do. Have. Have. Help. Help. Chúng ta bắt đầu nào. One, I, a music lesson. Two. I. My homework. Three. I, swimming. Four I TV 5 I my dad 6 I my grandma What's your answer? 1 I have a music lesson Two. I do my homework. Three. I go swimming. Four. I watch TV. Five. I help my dad. Six. I visit my grandma. Em thân mến, trong cuộc hội thoại giữa hai bạn Rosie và Alice mà chúng ta đã nghe, Rosie đã dụ Alice đi chơi vào một ngày nào đó trong tuần này sau khi đi học về. Các em còn nhớ không? Bạn ấy nói tiếng Anh như thế nào nhỉ? Let's play after school this week, Alice. Let's play after school this week, Alice. Vậy mỗi khi em muốn dụ ai cùng làm việc gì, hãy nói Let's. Let's. Ví dụ em rủ các bạn trong lớp cùng đi bơi. Let's go swimming. Let's go swimming. Xem TV. Let's watch TV. Let's watch TV. Làm bài tập. Let's do homework. Let's do homework. Trở lại với câu chuyện giữa hai bạn Rosie và Alice. Rosie dù Alice đi chơi vào một ngày nào đó trong tuần sau khi đi học về, nhưng thứ hai Alice lại có việc bận và bạn ấy đã gợi ý đi vào ngày thứ ba. Bạn ấy nói: How about Tuesday? How about Tuesday? Nếu em muốn gợi ý ai đó làm gì, hãy nói: How about? How about? Ví dụ em gợi ý các bạn cùng đi bơi. How about going swimming? Xem TV How about watching TV? Làm bài tập về nhà. How about doing homework? Thật đơn giản phải không các em? Các em thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các em. Goodbye. Chương trình dạy tiếng Trung Quốc Chương trình dạy tiếng Trung Quốc Chế Trung Quốc phổ thông hòa mộ Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Trung Quốc giao tiếp phần 2 được phát sóng trên đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta học bài số 24 Tham gia hướng dẫn bài học cùng có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo, giảng viên Hàn Kiến Thanh 你们好. và giảng viên Hồ Kỳ. 大家好. Trước tiên mời các bạn nghe bài khóa. Tiểu Trần à, 可是学历和能力可不能划等号。真盼着他别跟刘厂长他们一样，要那样，咱们厂可就没救了。新厂长来了以后，一次大会都没开，就是找这个人谈话，找那个人谈话，大伙谁都猜不出他葫芦里卖的是什么药。但愿这次上级没看走眼，派一个有水平。 有能力的厂长来，前几个厂长可把我们厂害苦了，可不是嘛？别的厂越来越好，咱们倒好，就差关门了。新厂长上任后，刘副厂长他们怎么样？听说他们请新厂长去卡拉 OK，就碰了一。